Hello, xin chào các nhà đã quay trở lại channel của mình. Mình là Mr. Jam, khám phá những điều kỳ thú. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy comment và chia sẻ video này. Và đừng quên cho mình một lượt đăng ký. Trong video ngày hôm nay được chia làm 3 nội dung chính. Thứ nhất đó là tìm hiểu về đất nước Kazakhstan. Nội dung thứ hai là tìm hiểu về cảnh quan thiên nhiên, về du lịch ở đất nước này có gì đặc sắc. Và nội dung thứ ba là tìm hiểu về con người Việt Nam chúng ta đang sống và làm gì ở đất nước này. Ok, không vòng vo nữa, vào chủ đề chính luôn. Nội dung thứ nhất về địa chỉ của Kazakhstan. Kazakhstan là một quốc gia có chủ quyền trải rộng trên phần phía Bắc và trung tâm của lục địa Á-Âu. Diện tích của Kazakhstan là 2.724.902 km², rộng lớn hơn cả Tây Âu. Kazakhstan là quốc gia có diện tích đứng thứ 9 trên thế giới. Nước này có một phần lãnh thổ nằm ở bờ phía Tây của sông Ural thuộc phần châu Âu. Kazakhstan giáp Nga về phía Bắc, Trung Quốc về phía Đông Nam. Hai nước Trung Á là Uzbekistan và Kyrgyzstan về phía Nam. Kazakhstan cũng có đường bờ biển với hai biển là Aral và biển Kaspia. Kazakhstan là quốc gia đứng thứ 9 trên thế giới, nhưng vì dân số chỉ xếp thứ 62, cho nên Kazakhstan là một trong những quốc gia có mật độ dân cư thưa thớt nhất thế giới, trung bình là cứ 7 người trên 1 km². Về dân số theo thống kê năm 2016 của Kazakhstan là 15.300.000 người, giảm xuống từ 16.464.000 người vào năm 1989 do sự di cư của cộng đồng người Nga và người Đức. Năm 2018, theo Wikipedia cho biết dân số đạt 18,28 triệu người. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Kazakh và tiếng Nga. Nội dung thứ hai về thiên nhiên cảnh quan của Kazakhstan. Sẽ có rất nhiều bạn chưa biết về đất nước này thắc mắc rằng Kazakhstan có gì đẹp không? Có điểm du lịch nào nổi tiếng không? Thì mình xin phép được chia sẻ luôn. Được xếp hạng là một trong những quốc gia không giáp với biển lớn nhất thế giới. Kazakhstan trải dài từ Siberia đến những sa mạc ở Kyrgyzstan và Turkmenistan. Kazakhstan là nơi hội tụ tất cả những điều mà bạn hy vọng về một điểm đến du lịch tuyệt vời. Các điểm du lịch mà bạn không nên bỏ qua như thành phố Almaty, cố đô của Kazakhstan, thị trấn Mayel, thành phố Astan, thủ đô mới nhất của Kazakhstan, trung tâm vũ trụ Baku, thành phố Tashkent, Mangistau, thành phố Smolensk. Và nội dung thứ ba là người Việt ở Kazakhstan. Sự phát triển kinh tế của Việt Nam rất ấn tượng, đặc biệt trong mắt của người dân Kazakhstan. Người Việt Nam chúng ta ở Kazakhstan đã thành lập một hội mang tên Cộng đồng người Việt Nam ở Kazakhstan với hơn 50 người. Có lẽ cộng đồng người Việt Nam ở Kazakhstan là một trong những tập thể có số lượng hội viên ít nhất so với các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Hội được thành lập vào năm 2008, ngay khi Việt Nam mở đại sứ quán tại Kazakhstan. Hội là nơi tập hợp tất cả bà con sinh sống và làm việc, học tập ở khắp đất nước Kazakhstan. Do đặc thù của lịch sử nên người Việt Nam sinh sống ở đây không đông, sống rất rải rác tại các thành phố cách nhau hàng nghìn km. Nói chung, bà con làm nghề đa dạng như buôn bán nhỏ, sản xuất doanh nghiệp, mở công ty. Cuộc sống tương đối ổn định ở mức trung bình so với người dân ở đây, và cũng có một vài doanh nghiệp Việt Nam làm ăn có tiếng ở Kazakhstan. Và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay và thú vị thì hãy comment, chia sẻ và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.